khí dầu mỏ hóa lỏng, hay còn thường được gọi là ga, là một trong những nhiên liệu đun nấu phổ biến hiện nay. Sự tiện dụng của ga góp phần hạn chế việc sử dụng bếp than, bếp củi vốn gây ô nhiễm môi trường. Ga có những đặc tính cơ bản như dễ cháy, nặng hơn không khí, không chứa chất độc nhưng có thể gây ngạt thở, không màu, không mùi. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho một lượng vừa đủ chất phụ gia có tác dụng tạo mùi vào bình chứa ga trước khi cung cấp cho người tiêu dùng, với mục đích dễ dàng phát hiện khi có sự cố rò rỉ ga trong quá trình sử dụng, bảo quản. Trong thực tế, khi ga rò rỉ ra môi trường, khí ga kết hợp với khí oxy trong không khí sẽ tạo thành hỗn hợp cháy. Chỉ cần xuất hiện một nguồn nhiệt nhỏ như tia lửa phát ra khi bật công tắc bật đèn, quạt hay bất kỳ một thiết bị điện nào, thì tức khắc sẽ xảy ra cháy nổ. Khi sử dụng bếp ga, hầu hết người dân đều cảm thấy bất an vì nhiều lý do. Vì nhà tôi có người già và các cụ già nấu bếp thì hay quên, không đóng ga, đóng nước thì rất là sợ là xảy ra cháy nổ, mà những vụ cháy nổ xảy ra rất là nhiều. Tôi thấy cái tiêu chuẩn của liên quan đến ga thì nó cái vẫn chưa được đầy đủ, và những cái bảo hiểm của ga đối với người tiêu dùng cũng không có. Chính tôi cũng không nắm được như thế nào là nguy hiểm để mà thông báo cho người ta, mà có thể tự dưng là tôi đến tôi gọi điện cho người ta để người ta đến ta xem, thì người ta lại bảo tôi là cái dây này nó hỏng cái này hoặc là cái này kém, thì tôi lại mất thêm một số tiền mua. Cho nên là chính bản thân tôi cũng, nếu mà cái số tiền đó mà nó an toàn thì tôi cũng không có ngại, nhưng mà tôi lại lo rồi tôi cũng mất lòng tin. Vì vậy, việc tự trang bị cho mình những kiến thức về ga và những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng rò rỉ ga là điều cần thiết với người sử dụng. Bếp ga thì có mấy phần chính. Thứ nhất là cái bình ga là phần chứa ga và chuyển từ nhà cung cấp. Tiếp đến đó là cái van chặn bình ga, và sau đấy là cái van điều áp, điều chỉnh áp suất từ mạnh sang yếu để đi vào bếp ga. Sau đấy thì sẽ sang cái phần dây dẫn. Và cuối cùng là cắm vào bếp. Nếu mình coi đơn giản thì có phần bình ga, van điều áp, dây dẫn và bếp. Như vậy, việc rò rỉ khí ga là hoàn toàn có khả năng xảy ra trong mỗi gia đình. Vâng, rò rỉ ga thì có rất nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân do kỹ thuật, có nguyên nhân do sử dụng. Đấy, thì về kỹ thuật thì đơn giản, ví dụ như là bình ga bị rò rỉ do vỏ bình không đảm bảo. Vỏ bình để thời gian lâu quá nó bị oxy hóa và nó bắt đầu xuất hiện cái lỗ thủng, thì rò rỉ bình ga là một vấn đề rất nguy hiểm. Tháo gỡ cái bình ga khỏi cái hệ thống của bếp. Đây là bình ga, vỏ ga. Trong nhiều trường hợp bình bị rỉ rét, thủng, lỗ. Đây có thể là chỗ bị rò rỉ, thủng. Thứ hai là do cái van điều áp nó không còn tốt nữa, nó cũng rò rỉ. Đấy, nó va chạm nhiều, nó rò rỉ. Thứ ba, mà cái phổ biến nhất là cái dây dẫn. Cái dây dẫn nó bắt vào bình, vào cái van điều áp ấy, thì có một cái nịt, nó có một cái gọi là cái vít, và gọi là vít vòng ấy, người ta vít vào đấy. Thì cái loại vít đấy thông thường hiện tại dùng là không có chắc chắn, đôi khi là thợ vặn quá tay cái là nó lại tuột rồi, nó bị hỏng rồi. Thì thông thường cái lỗi đấy là lỗi nhiều nhất. Trong trường hợp cái dây ga để quá lâu, 4-5 năm mà không thay đổi thì nó cũng bị lão hóa. Thì chúng ta sẽ để ta cầm cái dây ta bẻ cong thì ta thấy trên có những vết nứt, thì đấy cũng là cái. Thì tất nhiên nứt không nghĩa là sẽ rò rỉ, nhưng mà đấy là những cái chỗ mà sẽ được có rò rỉ. Chuột cắn dây dẫn là một cái xác suất khá cao trong các vấn đề, trong các tình huống rò rỉ ga.
Bởi vì bản thân chuột thì nó là loài gặm nhấm, nó thích nhai, có thể nó tìm thức ăn, có thể là đến cái tuổi nó muốn mài răng thì nó cứ thế nó cắn thôi. Đấy, thì khi mà cắn vào các dây ga, một số loại dây ga thì bên trong nó có cái đai lưới sắt, thì khi chuột nó cắn vào nó vướng sắt cái thì nó sẽ dừng lại. Thì cái dây đó cũng là dây không còn an toàn nữa rồi. Nhưng mà trong những cái dây mà không có đai sắt thì là chuột nó sẽ gặm thủng luôn. Khi biết được đấy là mùi ga rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu phải quan sát các phương án để thứ nhất là chặn cái việc bình ga xì ra, thứ hai là giải phóng cái lượng ga đang nằm trong cái không gian của chỗ mình ở. Và phải biết, phải tưởng tượng rằng khi mà ga nó tràn ra ngập không cái không gian đấy thì đấy như một quả bom. Cái việc dò dỉ ga ấy, nó được có biểu hiện rất rõ, đấy là ga nó có mùi đặc trưng. Và cái việc này là việc quan trọng, nên là trong nhiều tình huống là chúng tôi vẫn khuyến cáo bà con là ngay lúc này cầm bật lửa ga, dí vào cái đầu ép ga để cho nó ra, không bật lửa, chỉ ra, xong rồi đưa lên mũi ngửi để nhận biết mùi ga. Cái đấy rất quan trọng. Đôi khi ga xịt ra đầy nhà, ta cứ đi tìm con chuột chết ở đâu, phải nhận biết được mùi ga. Thứ hai, khi thấy có mùi ga trong bếp thì phải ngay lập tức đóng van chặn lại. Đóng van chặn để thuận tiện việc này thì cũng là một điều quan trọng, là khi để bình ga, mình để ở vị bình ga ở cái góc dựng, góc xoay ở vị trí phù hợp để luôn luôn thuận tiện nhất trong thao tác. Đó. Và khi mà đã đóng được van bình ga rồi, tức là chặn được lượng ga tiếp theo rồi, thì chúng ta để ý đến việc là giải phóng lượng ga ở xung quanh mình bằng cách mở cửa sổ, mở tất cả cửa sổ thông thoáng. Nếu có quạt đấy, có thể đứng cầm quạt để quạt phù hợp, cầm cái tay quạt tay, quạt gió ấy, quạt tay ấy, đập phủi mạnh để cho nó chạy ra. Đấy. Và chúng ta phải tránh việc bật các thiết bị điện khi đó. Sau khi mình đã chủ động giải phóng được rồi thì mình phải gọi ngay để xử lý cho triệt để vấn đề. Một là mình gọi cho cái nhà cung cấp ga. Hai là mình khi mà sự cố quá nữa thì mình cũng phải gọi cho các nhà chức trách. Đấy, ví dụ như các bên phòng chữa cháy họ đến, có thể họ sẽ hỗ trợ vào cái mức độ nào đấy. Vị trí đặt bếp và bảo quản. Mua ga ở những cửa hàng, đại lý uy tín. Tuyệt đối không để bếp ga trong phòng kín, đặt tại những nơi thông thoáng, nhưng tránh gió lùa trực tiếp. Nên đặt bình ga thấp hơn bếp và cách bếp khoảng 1,5 mét, đặt bình thẳng đứng. Đặt bình cách xa nguồn lửa khác. Dây dẫn ga từ bình đến bếp không được để xoắn, luồn thẳng để ga được dẫn đều nhất. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng cũng cần có những lưu ý nhất định. Đối với cả sử dụng bếp ga thì chúng ta sẽ phải áp dụng nhiều biện pháp an toàn hơn. Ví dụ như chúng ta phải thường xuyên kiểm tra các khóa van bình ga, cũng như là việc sử dụng phải có người trông coi, và đường ống bếp phải được bảo dưỡng thường xuyên. Những lưu ý khi ngừng sử dụng bếp ga. Khóa van bình ga để đảm bảo ga không bị rò rỉ và an toàn cho lần bật lửa sau, vì ga không bị ra quá nhiều. Kiểm tra ống dẫn ga định kỳ, vì nếu cũ và rão, rất dễ bị giò ga ra ngoài, gây lãng phí và nguy hiểm. Khi có hiện tượng không an toàn, nên gọi thợ chuyên môn đến kiểm tra và sửa chữa, vì chủ quan trong việc sử dụng bếp ga dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Gần đây nhất, ngày 14 tháng 12 năm 2013, nhà hàng Mường Động Quán, ngõ 88 phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội, đột nhiên bùng cháy dữ dội. Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà hàng có gần 20 người,
gồm nhân viên và thực khách. Rất may, tất cả số người này đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, nên không có thiệt hại về người. Toàn bộ nhà hàng là một nhà sàn theo kiến trúc dân tộc Mường, được dựng từ tre gỗ, đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhận được tin báo, 6 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được điều tới hiện trường. Sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Một số bình ga bị cháy xém vỏ đã được các chiến sĩ cứu hỏa nhanh chóng vận chuyển ra ngoài để tránh cháy nổ. Nhiều người cho rằng nguyên nhân cháy có thể là do rò rỉ khí ga. Vụ rò rỉ khí ga nghiêm trọng và đau lòng nhất có lẽ là sự cố xảy ra tại căn nhà 2 tầng nằm trên đường Tạ Quang Biểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 3 tháng 11 năm 2011. Trong căn nhà rộng chừng 12m², vợ chồng anh Nhật Minh và chị Thu Ngân đang ở dưới tầng và hai cháu bé Ngọc Tâm và Duy Anh đang ngủ trên tầng 2. Theo người nhà cho biết, phát hiện có mùi khí ga rò rỉ, chị Thu Ngân đã bật bếp ga lên để kiểm tra. Ngôi nhà nhỏ và kín khiến nồng độ khí ga rò rỉ đậm đặc, lại gặp tia lửa từ bình ga đã gây ra tiếng nổ lớn với những chấn động mạnh khiến căn nhà đổ sập. Tầm độ khoảng 6 giờ thì nhà mình đang ngủ thì nghe thấy tiếng âm thanh rất là lớn. Mình không hiểu là tại sao cháy ra thì thấy bảo là nổ bình ga ở cái nhà số nhà phía trong ngõ này. Khi nổ thì mọi người cũng không cho vào thì thấy bảo là bố mẹ đi cấp cứu, còn hai đứa con thì cũng chưa cứu ra được. Thì thế này, hôm nay thì vào khoảng tầm 6 giờ kém 15 đấy thì mình trong phòng thì mọi gia đình mình đang ngủ thôi. Thì nghe một tiếng nổ ầm một tiếng rất là lớn, sau đấy một tiếng rầm, tức là căn nhà đổ đấy. Thì mình dậy ra mở cửa thì thấy căn nhà số 27 thì toàn bộ hệ thống cửa kính của nó thì nó vỡ tung toàn bộ rồi. Thì mình mới đi ra phía góc bên trái, đi sâu lên một chút nữa thì lại thấy căn nhà kia nó sập toàn bộ xuống. Thế thì mình mới quay về để báo toàn bộ cho công an. Toàn bộ căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn. Vụ tai nạn đã khiến hai cháu bé bị vùi lấp nhiều giờ đồng hồ trong đống đổ nát. Mọi nỗ lực cứu hộ đã trở thành vô ích. Chỉ ít giờ sau khi được đưa đến bệnh viện Việt Đức, hai cháu bé đã tử vong.